Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình. Mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong video khám phá Rock City. Và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Và ngày hôm nay thì mình vừa mới đọc được comment của một bạn, đó là bạn Liêu Liêu các bạn á. Bạn ấy nói rằng là đã phát hiện ra một phương pháp là cày ranh thần tốc. Nhưng thực ra thì phương pháp này nó cũng là phương pháp mà trước kia chúng ta đã từng thử rồi các bạn. Nhưng mà bạn ấy comment vào thời điểm hiện tại thì mình không biết là cái phương pháp này còn xài được không, hay là kiểu như là đã tự nhiên không, bây giờ đã xài được. Bây giờ mình sẽ gọi là test lại cái phương pháp cày ranh mà theo như bạn Liêu Liêu bạn ấy comment nha các bạn. Ok, thì trong cái phương pháp này các bạn cũng đã có nghe qua rồi. Chúng ta sẽ sử dụng rong và đánh ở trong quét nha các bạn. Như bạn biết thì tình hình cày ranh hiện tại rất là khó khăn các bạn á. Bởi vì chúng ta đã mất đi một nơi cày ranh rất là đắc lực, đó chính là đấu với bạn bè. Trời ơi, chế độ đấu với bạn bè đã không còn rồi các bạn á. Và những cái phương pháp mà chúng ta cày ranh thần tốc ngày xưa cũng đã không còn luôn rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ thì sau khi đọc được comment của bạn Liêu Liêu, chúng ta lại thắp lên một tia hy vọng. Bây giờ thì mình cũng test luôn cái phương pháp cày ranh mà bạn ấy nói nha các bạn. Ok, thì đầu tiên chúng ta sẽ vào trong quét và chọn vào, đó là quét bên làm quét nhiệm vụ nha các bạn. Đấy, thì nói chung là chúng ta có hai loại quét, một là quét event, hai là quét nhiệm vụ bên đây. Thì chúng ta sẽ bấm vào trong quét và cho một chú rồng đấy mình cày ranh là mình đánh bình thường nha các bạn. Nhưng mà khi mà mới gọi là chú rồng cuối cùng thì chỉnh xuống x1 và sau đó thoát ra đúng lúc mà làn khói chúng ta bay lên. Nghe rất quen các bạn, nghe như cách mà chúng ta đã từng áp dụng ở trong gọi là arena vậy đấy các bạn nhé. Ok, vậy nên bây giờ mình sẽ tìm một chú rồng nào đó để mà chúng ta cùng nhau test thử nha các bạn. Rồi, trong những chú rồng 5 sao của mình thì các bạn thích chú rồng nào? Mình test chú rồng đó để các bạn nhé. Có lẽ nào? Chính là nó! Và có vẻ như là chúng ta đã tìm được ứng cử viên rồi các bạn nhé. Không ai khác chính là chú rồng Chúa Hề đấy. Lỡ như cái cách này mà xài không có được thì chúng ta cũng gọi là đỡ đỡ đi các bạn. Có Chúa Hề gánh công lưng. Ok, và đầu tiên mình sẽ xem thử là ở đây là xem chú rồng Chúa Hề của chúng ta đang ở rank gì và bao nhiêu điểm nha. 842 điểm. Ok, chúng ta ghi nhớ con số này nha, 842 điểm. Rồi, bây giờ mình sẽ vào trong gọi là đây rồi mình test luôn để đề phòng cái trường hợp rủi ro các bạn, kiểu như là mình làm lỡ mà có bị sơ suất, làm không thành công thì chúng ta nên tắt wifi trước nha. Có gì mình gọi là còn vào lại được các bạn nhé. Ok, và mình sẽ vào trong đây. Đấy, chú rồng của mình thì trong cái quest mình nó khá là mạnh rồi. Thành ra là mình cũng cần tìm một chú rồng mạnh thì mới có thể là cày được ở trong đây nha. Và đó chính là chú rồng Chúa Hề các bạn nhé. Đây, thì ở hai lượt đầu chúng ta cứ đánh bình thường nha các bạn. Đấy, đó, một điểm. Wow, thì nói chung là nếu mình đánh thắng cái quest này thì khi mà chúng ta đi ra chúng ta chắc chắn là phải có 3 điểm rồi các bạn nha. Nhưng mà mình muốn làm một cái cách gì đấy mà có thể là vừa có điểm nhưng mà không bị mất quét. Đấy mới đúng là cái cách mà chúng ta muốn cày ranh thần tốc các bạn nhé. Ok, và khi chú rồng còn lại, chú rồng cuối cùng, chúng ta giảm xuống còn x1 nè. Để xem thử có thành công không nha các bạn. Có lên điểm cho chúng ta không? Ok, và các bạn chú ý là đợi làn khói chúng ta bay lên nha. Đấy, làn khói bay lên nè. Làn khói bay lên. Đấy, ok, và mình thoát ra đúng cái thời điểm này. Ok, và chúng ta đã quay trở lại từ game Rock City rồi nha các bạn. Và mình nhận ra một điều, đó là nếu như mà trong lúc trước khi mình test mình có tắt wifi rồi thì mình sẽ không biết được cái kết quả thực sự là như thế nào. Cho nên là mình phải test lại một lần nữa các bạn nhé. Ok, lần này thì mình sẽ gọi là vẫn để wifi như vậy nha các bạn. Rồi, và chúng ta sẽ gọi là bấm vào trong quest chỉnh sang là chú rồng Chúa Hề các bạn nhé. Đấy, rất nhanh, mình chỉ cần chỉnh hệ magic là đã có Chúa Hề rồi các bạn. Bây giờ thì mình vẫn sẽ thực hiện lại cái thao tác, và ở cái thao tác mà chờ khói lên thì mình cũng sẽ chờ cái làn khói nó tỏa lên rồi mới thoát nha các bạn. Khả năng cao là mình cũng sẽ bị văng game ra giống như khi nãy. Nếu không sao, chúng ta gọi là xác thực xem cái cách cày ranh thần tốc này nó đã quay trở lại chưa nha các bạn. Ok, lấy đi nào. Khoan. Ôi giời ơi. Cái nịt. Còn đúng cái nịt thôi. Quên các bạn ạ, quên chỉnh xuống là x1. Trời ơi, thành ra là chúng ta chỉnh sao mà x4 sao mà kịp được các bạn.
Ây da, đúng thiệt là lúc mà mình tắt wifi thì mình làm, trời ơi, làm bao kỹ luôn. Và tới lúc mình để wifi cái mình làm lỗi ngay các bạn ạ. Ảo thật đấy. Thiệt sự không biết nói gì. Ok, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra lại, đó chính là chú rồng chú hề nha các bạn. Thì lúc này chú rồng chú hề chúng ta sẽ tăng lên số điểm, chắc chắn là phải tăng lên là 845 rồi. Ok, giờ sẽ lấy móc 845 làm cột móc đánh dấu nha các bạn. Rồi, lần này thì mình sẽ gọi là thử lại với một cái gọi là sự, nói chung là chỉnh chu và an toàn hơn nha các bạn. Đây thì hình như là không cho mình xài rồng khác rồi, sẽ phải xài ở bên đây các bạn nhé. Ok, một lần nữa chúa hê sẽ gọi là ra tay đến ngay nha các bạn. Đấy, và ăn một điểm trước nè. Hai điểm đầu tiên thì đánh x4 không sao nha, chứ mà cái đánh x4 mà gọi là bảo ông ta thoát ra cho kịp thì trời ơi quá khó các bạn nha. Chỉnh về x1 nè. Đấy, rồi bây giờ lại tới thời rồi các bạn nhé. Xem nào. Đấy, mình sẽ chờ làn khói nó tỏa ra nha. Làn khói bốc lên. Ok, rồi nó tỏa ra nè. Đấy, thoát ra. Rồi, và không ngoài dự đoán thì chúng ta bị gọi là văng game nha các bạn. Đấy, giờ mình sẽ gọi là vào lại tự game City. Trời ơi, bị văng game mà lúc vào lại còn phải loát lại luôn các bạn nhé. Trời ơi, nó mệt gì đâu luôn á. Nếu mà thực sự cái cách này mà chúng ta gọi là có thể mà cày ranh được thì riêng cái việc mà bị văng ra rồi gọi là vào lại thôi, đó đã là một cái vấn đề cực kỳ là nan giải rồi các bạn á. Rồi, và mình sẽ quay trở lại tựa game Rush City để mà kiểm tra. Thứ nhất là xem quest của mình có còn hay không, và thứ hai là xem là điểm của chú rồng chú hề có tăng lên hay không nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ vào quest, chúng ta có sang là quest mới không nhỉ? Vá, quay, vẫn là còn quest nha các bạn. Ok, bây giờ kiểm tra xem chú hề có được tăng lên là 848 điểm không, hay là vẫn là 485. Xem câu trả lời của việc là cày rank thần tốc nha các bạn. Nào, bắt đầu nào. Đấy, chú hề nha các bạn. Vá, ui dồi ôi, 848 thiệt nè các bạn. Oh what. Vậy là chúng ta có thể là thoát ra lúc mà làn khói chúng ta tỏa ra, là chúng ta sẽ gọi là được thêm điểm mà không mất quét các bạn nhá. Oh, quá là bất ngờ. Nhưng mà nếu mà mỗi lần thoát ra mà bị gọi văng ra thì nó cũng bất ngờ không kém các bạn nhá. Ok, vậy thì mình sẽ test lại thêm một lần nữa ở cái quá trình là nếu như mà chúng ta đánh lúc mà rồng vừa gọi là bay màu, làn khói nó gọi là chưa tỏa ra hết nha các bạn, và chúng ta sẽ gọi là có được lên điểm không nha. Đấy, một điểm. Ok, không biết là anh có đạt được hai điểm không. Hai điểm. Rồi, giờ thì gọi là bắt đầu nha các bạn. Mình sẽ chỉnh về một cho chú rồng này vừa mới cái thanh máu vừa mới hết nha các bạn. Thì mình sẽ gọi là đẩy luôn. Đấy, thanh máu vừa xuống một phát, chú rồng gọi là xem như là bớt đắc kỳ tử rồi các bạn. Đấy, ok, bắt ra nè. Đó, thì mình không có bị văng ra nha. Giờ mình sẽ kiểm tra xem thử là chúng ta có gọi được liêm điểm không nha các bạn. Câu trả lời sự thật đó chính là, ui dồi, cày ranh thần tốc chẳng lẽ được quay trở lại rồi sao. Đấy, để ta xem thử nha các bạn. Và tham lam. Ui dồi ôi, quá rõ luôn các bạn nhá. Thì nói chung là mình không có gọi là mình không có tăng được nha các bạn. Mình không có tăng lên điểm ở đây. Chỉ có thể áp dụng khi mà chúng ta canh cho làn khói nó tỏa ra nha các bạn. Nó phải gọi là tỏa ra đúng thời điểm. Chứ còn nếu mà chúng ta gọi là thoát ra như vậy thì nó sẽ giống như là việc chúng ta ăn hai điểm rồi chúng ta thoát ra vậy đó các bạn nhá. Đấy, nhưng mà phải làm sao để mà kiểu là chúng ta vừa có thể như vậy mà vừa có thể cày rank nó mới khó các bạn nhá. A few moments later. Đấy, thử canh gọi là sát sát một tí xíu các bạn. Rồi, chờ làn khói tỏa ra. Ui dồi ôi, đây, canh đúng thời điểm là kiểu nó bị đứng một hình này và nó sẽ bị văng ra các bạn ạ. Ôi, văng luôn. Được, hào hán, hào hán. Đấy, giờ mình sẽ kiểm tra lại chú rồng. Đấy, chú hề một lần nữa nha các bạn. Thì có lẽ như là chú hề sẽ được tăng lên, tăng gọi là run lên nha các bạn. Nhưng mà mình lại bị gọi là văng ra, khá là khó chịu với mình. Mà không biết là bạn lưu lưu, ôi, điểm không tăng các bạn nha. Ôi trời ơi. Và một điều rất là bất ngờ mà khi mình kiểm tra vào lại một lần nữa nha các bạn, đó là mặc dù mình đã bị văng ra lần thứ hai rồi, nhưng mà chú rồng chúa hề của chúng ta dường như là không có lên điểm nữa các bạn.
Đấy, mình bấm vào trong đây và mình bấm vào trong chú rồng chú hề. Thì thấy là chú hề vẫn là 848 điểm nha. Nhưng mà cứ mỗi lần mình muốn cầm lại chú rồng chú hề vào ở trong cái quest đấy để mà test nha các bạn, thì chúng ta lại bị relump something. Kiểu như là chúng ta đã có một cái lỗi gì đấy xảy ra với cái quest này rồi các bạn á. Giờ mình sẽ thử là đánh cái quest bình thường đi. Đấy, rồi cho chú rồng và chú hề vô xem chú hề đánh có bình thường được không nha các bạn. Mong là sẽ không bị relump something nha. Ok, chắc là quest này chúng ta gọi là vẫn đánh bình thường rồi. Nào, đánh đi nào, xem gọi là sự tăng tiến điểm của chú rồng chú hề có đúng là như vậy không. Sao mà chú rồng này nhìn giống như là chú rồng ếch, rồi cóc và rùa vậy. Nói chung là chú rồng đấy nhìn khá là giống những chú rồng khác các bạn nha. Ok, giờ mình sẽ kiểm tra lại điểm của chú rồng chú hề nha. Này thì mình thấy là cái phương pháp này không ổn rồi các bạn nhá. Đấy, làm gọi là chơi chơi là vui vui thôi. Còn đây thì ok, và lên lại là 851 rồi nha. Mình sẽ tiếp tục đến với lại cái quest ở trong phần nhiệm vụ bên đây nha. Không biết có bị relump something không? Xem nào. Ui dồi ôi. Và ui giời ơi, thôi xong rồi, giờ không cầm đội hình này vào trong đây đánh được nữa rồi các bạn. Đã bị gọi là relump something rồi. Thì có vẻ như chúng ta đã có một pha đi vào lòng đất rồi các bạn ạ. Nãy giờ cái quest này mình cứ vào là bị relump something rồi các bạn ạ. Có vẻ như là muốn khắc phục thì chắc mình phải lấy những chú rồng khác vào đánh cho nó gọi là red lại cái gọi là cái quest mới vậy. Chứ đây thì mình vào lần nào cũng bị reload đấy các bạn ạ. Thì phải reload lại nè. Ui giời ơi, không ổn rồi đại vương ơi. Emotional damage. Có vẻ như là làm được lúc đầu thôi các bạn, kiểu như là mình làm được có một lần đầu thôi, còn những cái lần phía sau thì chúng ta gọi là văng ra một lần không được nè, còn những lần mà mình vào lại thì bị relump something các bạn ạ. Bây giờ mình phải suy nghĩ cách để mình gọi là khắc phục lại cái quest này thôi, chứ mà lỡ lúc nào mình vào cũng bị relump something thì sao mà gọi là đỡ được phải không các bạn. Có vẻ như mình sẽ đổi những chú rồng khác mà mình vào đánh nhờ. Đó cũng là một ý kiến thông minh lắm. Mong là sẽ không bị relump something. Và nếu như có bị thì đối với là những lỗi liên quan tới relump something các bạn, thì chúng ta chờ đợi một khoảng thời gian, có thể là sẽ được tự khắc phục, tự phục hồi thôi. Trừ khi chúng ta gọi là có sự can thiệp đến từ vị trí của nhà phát hành, cụ thể đó là bị ban thôi các bạn ạ. Ủa khoan, mà hình như chú rồng ra tết không đổi được. Ui dồi ôi, ý khoan, chú rồng ra tết không đổi được. Toàn sụp. Vậy đợi thử đổi hai chú rồng ở phía sau xem. Kèo này hơi căng các bạn ạ. Kèo này hơi căng. Cái này chú rồng ra tết không đổi được. Ui dồi ôi, đổi chú rồng ra tết khác. Cũng có thể nhờ. Lai ra chú rồng ra tết khác rồi đổi. Amazing, good job em. Xem thử nào. Đừng có bị relump something nha. Ui, đừng. Ui. Hình như, ôi trời ơi. Relump something nữa rồi các bạn ạ. Oh no. Chuyện gì thế này, cái gì đây? Trời ơi, mình đang gọi là mình đang kiểu giống như là đang vui mừng chúng ta gỡ được cái lỗi này các bạn. Không ngờ chúng ta gọi là giờ không biết là dùng chú rồng ra tết khác có ổn không nhỉ, mà phải lai thêm một chú rồng ra tết nữa. Úi dồi ôi, thiệt chứ các bạn ạ. Mấy cái test này thì nói chung là cũng đôi khi cũng gọi là có rủi ro nha các bạn. Ok, và có lẽ là video của mình sẽ kết thúc tại đây nha các bạn, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Thì ở đây thì nói chung một video chúng ta cứ xem như là vui vẻ thôi các bạn ạ. Đấy, các bạn nếu như có thể coi video của mình thì cân nhắc để có thể là làm theo hoặc là không làm theo cũng được nha các bạn. Ok, goodbye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.